Xin chào tất cả các anh chị em yêu lan. Hiện nay thì cũng có rất nhiều anh chị em mới chơi lan. Những anh chị em bắt đầu chơi lan thì anh chị em chưa biết được cái sử dụng cái thuốc kích ki và kích hoa để kích cho cái cây phong lan nó lên ki hoặc là lên hoa như thế nào. Và thậm chí là có những anh chị em là có gọi điện hỏi mình rằng là mua thuốc kích ki và mua thuốc kích hoa riêng. Đấy thì chính vì vậy mà hôm nay thì mình làm cái video này để chia sẻ với lại toàn thể các anh chị em chơi lan, đặc biệt là những anh chị em mà mới chơi lan, anh chị em chưa có kinh nghiệm về trồng cũng như là chăm sóc cây phong lan, cũng như là cái việc làm ki, làm hoa cho cây phong lan, để anh chị em biết được là cái thuốc kích ki và thuốc kích hoa nó như thế nào và nó có cái gì khác nhau. Những anh chị em nào mà biết rồi thì anh chị em có thể là bỏ qua cái video này của mình nha anh chị em nhé. Mình nói về cái thuốc kích ki và kích hoa thì bản chất của nó thì là một loại thuốc thôi. Đấy, nó chỉ là một loại thuốc thôi. Thuốc nó là cái hormone tăng trưởng của cái cây trồng. Đấy thì đây ví dụ như là đây là cái ki duy xanh, hay còn gọi là ki spray. Đấy, ki duy spray. Đấy. Còn cái này là ki duy đỏ, hay còn gọi là ki duy pro. Và cái này là ki pro của Mỹ. Đấy. Thì ở trên thị trường thì ngoài ba cái sản phẩm này ra thì còn có rất nhiều các cái sản phẩm kích ki khác. Đấy. Nói chung nó là thuốc kích ki. Đấy. Thì trong ba cái loại này thì chúng ta đều có thể sử dụng để vừa kích ki và vừa kích hoa được nha anh chị em nha. Nó chỉ khác nhau ở cái phương pháp kích thôi. Đấy, cái phương pháp kích thì về cái phương pháp kích thì cũng cơ bản là nó giống nhau. Các bạn có thể là sử dụng cái ki duy xanh này, các bạn phun thì nó cũng có thể nó ra hoa và nó cũng có thể nó ra ki. Và các bạn sử dụng ki duy đỏ này, các bạn bôi khoan chích thuốc vào thì nó cũng có thể nó ra ki, cũng có thể nó ra hoa. Và cái ki pro của Mỹ này thì nó cũng thế. Đấy. Và cái duy xanh này thì người ta khuyến cáo là sử dụng là dùng để phun, tức là đối với lại những cái vườn lan công nghiệp mà có số lượng lớn, người ta không thể bôi, không thể khoan, không thể bơm vào từng cái mắt ngủ được, nên là người ta sản xuất ra cái ki duy xanh này để người ta kích cho hàng loạt, tức là kích theo cái quy mô công nghiệp. Đấy, thì người ta chỉ cần pha và người ta phun thôi thì nó cũng sẽ nảy ki và nó cũng sẽ nảy hoa nha anh chị em nhé. Đấy thì tuy nhiên thì cái ki duy xanh này thì cũng vẫn có thể là mình khoan vào trong cái thân cây hoặc mình bôi vào trong những mắt ngủ được. Tất nhiên là cái sản phẩm này để người ta pha ra với tỷ lệ 1/100 để người ta phun thì cái nồng độ cái hormone tăng trưởng ấy nó sẽ cao hơn so với lại những cái sản phẩm chuyên nghiệp, tức là sản phẩm pro, sản phẩm ki duy pro này, rồi là ki pro của Mỹ. Đấy thì nói sơ qua về thuốc để anh chị em biết như thế. Thế còn cái thủ thuật để mà chúng ta làm cho nó ra ki hay là ra hoa thì nó còn có mấy cái thủ thuật như sau. Thì căn cứ vào mấy cái đặc điểm này để chúng ta có thể là làm ki hoặc là làm hoa này. Thứ nhất là đối với lại cái kích để cho nó ra ki thì thường thì cái cây lan của chúng ta nếu như mà muốn kích để cho nó ra ki thì chúng ta sử dụng cái phân NPK có cái hàm lượng đạm cao, tức là ví dụ như là phân 30-10-10, tức là cái hàm lượng đạm nó cao. Đấy. Cái thứ hai nữa là để cho nó ra ki được nhiều thì cây lan nó cần phải nhiều nước. Đấy, nó có nhiều nước. Và nó cái thứ ba nữa là nó cần ít cái ánh sáng, tức là nó có ít ánh sáng vừa phải thôi thì nó sẽ dễ dàng ra ki, và nó cần nhiều nước. Đấy thì là căn cứ vào cái đặc điểm đấy thì là khi mà mình muốn mình kích ki cho cây phong lan để cho nó ra được thật nhiều ki thì mình sẽ bón cái phân 30-10-10. Cái thứ hai nữa là tưới nhiều nước cho cái cây phong lan này.
Và cái thứ ba nữa là ở đây thì cái điều kiện ánh sáng ấy, thì chúng ta nên để những cái cây mà chúng ta muốn kích để cho nó ra kỳ thì chúng ta để vào trong cái vị trí nó râm, mát và thoáng gió, tức là nó ít ánh nắng đi. Và đối với lại cái cây này của mình, cây này là cây năm cánh trắng Phú Thọ, thì nó có một cái đặc điểm là khi mà chúng ta kích chỉ cần một chút thuốc thôi thì nó rất dễ ra hoa. Trong khi đó thì mình muốn cho cái cây này nó ra kỳ thì mình đã lấy cái giấy vệ sinh, mình quấn cái ngọn này lại và mình chỉ để chừa những cái lá này ra thôi, để cho cái lá này nó quang hợp. Đấy, thì là sau khi mình kích nó khô cái vết thương ở trên thân rồi thì mình sử dụng cái giấy vệ sinh, mình quấn cái đoạn này lại, cái đoạn đầu ngọn này này. Thì thường thì cái đoạn đầu ngọn này thì nó dễ ra hoa nha các bạn nhé. Thế còn cái đoạn ở phần gốc này này thì nó ít khi ra hoa lắm. Đấy, trừ trường hợp là cây nào nó cực kỳ nhiều dưỡng chất thì nó mới ra hoa nha anh chị em nhé. Đấy, thì căn cứ vào đặc điểm đấy thì mình đã kích cho cái cây này nó ra được 100% là kỳ. Đấy, thế còn bên này thì cũng là cây Phú Thọ. Đấy, bên này cũng là cây Phú Thọ. Thế nhưng mà đối với cây này thì mình lại muốn kích cho cái cây này nó vừa ra hoa vừa ra kỳ. Thì mình đã lấy cái giấy giấy vệ sinh ấy, mình quấn từ cái mắt này, mình cuốn ngược trở lại đây. Thì hiện nay thì những cái mắt ở đây trở về dưới thì nó đều ra kỳ nha các bạn nha. Thế còn cái phần ngọn này mình muốn cho nó lên mấy cái mắt hoa để cho nó đẹp. Thì đây các bạn thấy rằng là ở đây mình có mấy cái mắt này là mắt ra hoa đây này các bạn này. Mắt này này. Đây này. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy. Đấy. Có mấy cái mắt đấy là ra hoa. Thì đối với lại những cái cây mà muốn cho ra hoa thì chúng ta cho cây nó ăn ánh nắng nhiều, tức là nó nhiều nắng ấy, thì nó sẽ dễ ra hoa nha các bạn nhé. Đấy, nên là mình quấn cái phần bên trong này lại và phần bên ngoài này mình để chừa ra để cho nó ăn nắng, để cho nó dễ ra hoa. Cái thứ hai nữa là nếu như mà các bạn muốn cho nó ra toàn hoa thì các bạn sử dụng cái phân bón có cái hàm lượng lân và kali cao, thì anh chị em bón cho nó thì nó sẽ tạo ra nhiều cái chất xơ và nó dễ dàng phân bố cái mầm hoa nha các bạn nhé. Đấy, thì là mình sử dụng cái phân 6-30-30, tức là cái phân mà có cái hàm lượng đạm nhỏ và hàm lượng lân và kali cao. Đấy, thì tất nhiên là đối với cây này thì mình không sử dụng cái phân đó, mình chỉ sử dụng cái phương pháp là quấn giấy vệ sinh vào cái phần này thôi. Còn cái phần này mình để chừa ra, mình không quấn, mình để cho nó ăn nắng. Đấy, và để cái chậu lan này ở ngoài vườn này bình thường. Chứ còn đối với lại cái chậu này này thì mình treo vào trong nhà, treo vào trong cái gầm sàn của nhà mình ấy, nó có nó thoáng gió và nó không, nó râm và nó mát. Đấy, thì là những cái cây này thì nó đều ra kỳ hết. Đấy, có hai thân thì nó đều ra kỳ hết. Đấy, thì là cái phương pháp thì nó có mấy cái phương pháp như thế để anh chị em mới chơi, anh chị em biết để chúng ta mua thuốc. Thì thuốc thì nó chỉ có một loại thôi, nó chỉ có khác nhau là kích kỳ và kích hoa nó khác nhau thôi. Còn một cái điều nữa đó là đối với lại cái việc mà chúng ta kích hoa, muốn cho nó ra hoa thì chúng ta sử dụng nhiều thuốc hơn thì nó sẽ dễ ra hoa hơn. Tức là chúng ta đưa cái hormone tăng trưởng này vào trong cái thân cây phi điệp này nhiều hơn thì nó sẽ dễ dàng ra hoa hơn. Còn chúng ta đưa ít thì nó sẽ dễ dàng nó ra kỳ hơn. Đấy, tất nhiên là nó còn nhiều cái yếu tố khác. Cũng có thể là chúng ta đưa ít thuốc vào nhưng nó vẫn ra hoa. Tại vì còn những cái điều kiện khác mà chúng ta không đáp ứng đủ thì nó sẽ không đạt theo những cái điều mà chúng ta mong muốn. Thì căn cứ vào những cái điều đó thì anh chị em khi mà muốn kích kỳ hay kích hoa cho cây phong lan thì các bạn có thể là căn cứ vào một số cái điểm đó. Và mình xin kết thúc cái video chia sẻ hôm nay ở đây. Và nếu như mà các bạn thấy cái video chia sẻ của mình hay và có ý nghĩa, có giá trị giúp ích cho các bạn thì các bạn hãy cho mình xin một like và một lời bình luận vào trong cái video. Và các bạn cũng có thể là chia sẻ cái video này đến những cái anh chị em có cùng quan điểm, có cùng đam mê, có cùng sở thích, và đặc biệt là đến những anh chị em mới chơi lan mà chưa biết về cái kỹ thuật này, để mọi người biết, nhiều người biết đến cái kênh YouTube Đức Hoa Lan của mình nhiều hơn. Đức Hoa Lan xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị em ở các video tiếp theo.